Hello, Tamel Gác xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Tra Hồ Núi Lê test cắm nền tổng hợp nha các bạn. Hiện tại bây giờ là 6 giờ tối nha các bạn. Mình sẽ câu từ chiều ngày hôm nay đến chiều ngày hôm sau nha các bạn. Đây là khung cảnh ở tại Hồ Núi Lê nha. Đó, nước bây giờ đã cạn xuống rất là nhiều rồi nha các bạn. Đây, thấy không? Đó, đẹp chưa? Và phía ở đằng sau mình đó là hang bạn mình nha các bạn, hang bạn mình đi săn hàng dù cùng với mình nha các bạn. Và đây là cái mồi của mình ngày câu ngày hôm nay. Đây, đây là mồi nền nha các bạn, mồi nền mình chọn cái bịch ngũ cốc. Đây là mồi nền nha các bạn. Đây, còn đây là cám nền tổng hợp đó, bịch về 2 kg nha các bạn. Cám nền như vậy là trộn với mấy cái loại mồi nền nha các bạn. Cái này 1 kg, còn cái này tầm ở chừng 500 g đó, hai cái chung chung lại và cho thêm nước tại điểm câu ở dưới hồ vô nữa là câu thôi đó, như vậy thôi. Và đây là cái túp lều lý tưởng của mình. Đây là cái lều tưởng của mình nha các bạn đó. Tối nay mình sẽ ngủ ở đây, và phía bên này là dàn cần của hai ông bạn của mình đó. Lâu rồi mình chưa có cái video nào quay lại cho mọi người xem. Hy vọng cho đợt này nó sẽ có cá để quay cho mọi người xem nha. Đây là dàn cần của ông bạn của mình. Đây, bạn mình cho thợ hiện đại các bạn. Việt Nam ham ham to cho cái hàng của Mỹ luôn. Đây hang bạn của mình. Hello mọi người. Hello mình là mọi Đen mà không 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 món. Không món. Đó, đây không món các bạn. Món để đâu rồi? Đây là bạn Dương kênh săn hàng tự nhiên nha các bạn. Bạn Dương sẽ có đôi lời nói với các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha, sang ngày tự nhiên TV xin chào mọi người nha. Chúc mọi người có một buổi chiều xem video thật là nhiều niềm vui ha, và cũng ở ok Hiện tại giờ bạn và ấy là đang 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 dùng đèn để mà thắp lên tối để các ba anh em mình có sáng, các bạn cái tối không được đi các bạn. Đông các bạn, nó thấy cảnh ánh chiều ở Hồ Núi Lê chưa, rất là đẹp luôn nha các bạn. Đây đây, bãi rất là rộng nha các bạn. Bên bãi này có thể dăng được từ 200 đến 300 cân nha các bạn. Nó là vòng vòng tròn ở bên kia luôn, chặn hết luôn rồi, chặn hết rất nhiều luôn rồi đó. Bạn này chơi đồ của Mỹ các bạn nha. Nãy giờ đó thấy chơi đồ của Mỹ chưa, Việt Nam mà chơi đồ của Mỹ chưa. Nó cái ăn dễ các bạn, chỉ cần cầm con dây nè, nó kéo là cái này nó sẽ kêu các bạn nè, nó thấy không đó, cứ kéo dây là cái này nó sẽ kêu, là khi nào cá ăn nó kéo dây là kêu. Nhưng mà nói cái bộ này, một bộ như vậy mắc đắt tiền nữa các bạn, bộ như vậy nó tầm giá từ 1 triệu mấy rồi các bạn, nó có rẻ các bạn, được 3 cần thôi, kết được 3 cần thôi. Nhưng mà các bạn hãy chơi 2 bộ như vậy tầm 3 củ các bạn. Quá dữ các bạn ơi. Mình thì mình chưa có điều kiện, mình thì mình để chơi cano thôi, cano chơi full cối các bạn. Đây đây là mình, nay mình câu 5 cần các bạn, 5 cần. Đây 5 cần, 5 cần mình sẽ dăng ở chỗ này đó. Đây mình đi, mình chơi cái cano của mình, chơi gần quá cá nó không ăn. Đây đây là cái cano của mình, bật lên nó sẽ đèn đèn sẽ sáng ở chỗ này này đó, nó sẽ quay đó, nó sẽ quay. Còn đây là nút để cái ben đó, bấm 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 nút này này là cái ben này sẽ bật ra như vậy thôi, xong người ta gài lại nó vậy thôi. Này bấm chạy lên nè, bạn muốn bấm chạy động á, bấm lên đây nè, ở giữa lúc đầu nè, nó chị biết luôn, khi tắt các bạn nó muốn bấm bấm lúc đầu nè, rồi xong sẽ tắt, không xài để mà tắt đi đỡ tốn pin, rồi xong đỡ tốn pin. Ok. Hy vọng nó sẽ test một thành công để có những con cá to và hấp dẫn để quay cho mọi người xem nha. Ok, bây giờ các bạn cùng với mình đợi chờ kết quả nha các bạn.
cho nha các bạn. Cho nhỏ. Con này phóng sinh. Kê. Nó ẩn giật kìa anh Minh. Này chứ. Coi thử cái đặt cái ông này nữa. Em thấy cái dây nó bận luôn. Đó. Nó chọn hòn cái gì nó ngon đâu. Lưỡi vừa nổi đủ ăn. Gọn gọn nữa. Nước chê tỏi. Chê à. Cha ơi, rồi cần đâu? Cần đấy. Chiều này chọc cha, chủ nhật có đi không? Cá chê các bạn ơi. Cá chê chà bá luôn. Bên đó sao anh Dương? Chê nhiều quá các bạn ơi. Bên đó sao anh? Cũng chỉ con cái đó. Không ăn. Đỡ với nó luôn. Nó bậy quá, mấy con cá thì đâu dám vô ăn đâu. Đây mấy con mình có chân á. Trời ơi, cái rưỡi trời. Còn đó tôi vô con cỡ bắt chân nè. To gì. Hình như cái bè cá này hôm bữa mới tuần trước nó mới thả con sành. Đâu bự gì vậy? Không anh, hôm trước nó thả con sành bự lắm à. Vậy to hả? Ừ. Cá chê các bạn. Hơn ký á các bạn. À, ok nha. Ba. Ai mà em chơi cái bao nhiêu cỡ tiền? Cái bao nào? À cái vỏ cứng á hả? Ừ, vỏ cứng nó cũng được, vỏ cứng thì ngon. Rồi anh Minh bắt được con tôm ngầm nữa trời ơi. Có không anh Minh? Đó đúng không? Ghê nữa rồi. Báo cá nha anh em. Ghê nữa có gì đâu mà. Ghê nữa có gì đâu mà. Chà, danh sản cắm. Bữa cao lên đây móm luôn hả anh Sam? Bữa nào? Bữa anh kẻ đó. Kẻ bữa nào? Bữa không có em á. Có bữa nào ra đây anh mớm đâu. Bữa giờ anh đi với anh Minh có bữa nào mớm đâu, chỉ có bữa bánh giải á. Không, cái bữa nào bữa kêu cái gì đi chung với anh Minh á. À cái bữa đi chung với anh Minh mà em không đi hả? Ờ. Bữa đó anh bắt được con trôi, anh Minh không biết bữa đó anh mấy mớm kìa. Minh phục ai đang với anh Minh. Anh quýnh có 3 cây à. Bữa đó quýnh 3 cây à. Bữa sao chơi kỳ á, 3 cây. Ừ, bữa đi quýnh chơi không có 3 cây à. Bữa quýnh chơi không 3 cây được quýnh bệnh quýnh chơi 3 cây. Chiều bắt được như coi. Quýnh bệnh như kìa. Phải chơi trời. Chê chứ gì nữa không phải. Nó 120 mấy mét rồi mà kéo vô ta chê quả chứ trời. Ồ, phải không? Nó đó.
Má to dữ vậy. Trời trời. Ôi ơi. Ôi ơi. Trời đụ khủng long rồi. Khủng long, khủng long. Con này ăn cái bụng nó vậy. 2 kg. Cái chì 2 kg các bạn. À, cái chì 2 kg các bạn. Khủng khiếp các bạn ơi nha. 2 kg trời. Trời quá. 4 con chắc 6 kg rồi đó. Mồi hộp cái chơi quá. Ờ cái chê đúng bự luôn. Má không thả ra đâu. Ra gần mấy gốc cây gần suối hay đó. Chơi cái lần. Thôi, xong việc. Bữa đó quýnh được con trôi với mấy. Nè kìa. Cái chê 2 kg các bạn, thua luôn. Thua luôn. Anh mình thua luôn. Hôm nay số anh mình là cái tre nhiều. Chết luôn rồi. Trời ơi cái tre trời to trời. 2 kg á. Nó kẹ chúng mình anh Minh. 4 con rồi. Cái vàng trôi đó. 6 kg rồi. Câu. Bán đồ câu. Đó rồi rồi rồi. Rồi đó kia. Rồi. Lụm rồi. Trôi. Con còn là 2 kg. 2 kg à? Con 1 kg mấy con 2 kg. Trôi à? Trôi. Đã bự không anh? Trôi trôi. Kỹ. Chưa được kỹ. Me hả? Trôi. Trôi. Con này 5 lạng. Hơn anh, có mấy lạng anh? Cái trôi nha các bạn. Cái trôi nha các bạn. Con này chắc 7 lạng. Minh đi. Đi chụp cho em thú hình đi. Tay anh vậy chụp cái gì?